Kính thưa quý thính giả trong và ngoài nước, hôm nay trong lời nói đầu, chúng tôi sẽ nói về đứa con rơi của Mỹ. Và xin quý vị hãy đọc The US Backup Puppet Sài Gòn Regime. Thì cha Đinh Châu Trân á, đến liền đến Quốc hội Hoa Kỳ trong 3 tiếng đồng hồ, ngài nói xã hội Việt Nam á, được tự do tôn giáo nhiều hơn thời Việt Nam Cộng Hòa bằng con số nhiều nhà thờ hơn. Khi một tiến sĩ tân toán học Đại học Cambridge và Đại học Oxford trình bày vấn đề thì là statistic. Còn những đứa con rơi như Hoàng Đức Nhã về làm cố vấn cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến Mỹ. Thưa quý vị, anh ta làm gì? anh ta được một đặc ân là xem công nhân trong xưởng sản xuất xe tăng tại san diego hôm nay đó tôi xin nói về cái đứa con nuôi của tôi trên trường sa và hoàng sa khi tôi tặng cháu bé đó cái đàn guitar thì tôi đã nói với quý vị đó chính trị không phải là nước sôi đổ vào hán và chính trị chỉ dành cho những người cực kỳ thông minh như Joe Biden. Đây là cái nón của Joe Biden đúng không? À. Thì mình làm trong phòng nghiên cứu binh thư mà mà chính trị đó là chính nghĩa chính danh và có chính xác đường đi tử tế. Thì có nhiều người bán bộ tôi ôi ông lập lãng que phe mà, biết không? Trợ cấp tiền điên. tôi không trả lời. Thằng khôn á, nó giả ngu được thằng mạnh nó giả yếu được thằng tỉnh nó giả say được thằng sáng suốt nó giả điên được còn ngoài đã không làm ngược lại được người ta bảo nguyễn ngọc lập nổ đây đây là một trong 13 chiếc xe vespa mới toanh nhé không phải là đời cũ mà sửa lại đâu tân trang không phải đâu. khi chính phủ bắt được nó buôn lậu vào trong cảng thì có 13 chiếc thôi. Tại sao tôi cứ tư đầm đầm là đâm từ từ thế này? Đâm về nó mới sướng. Vì nhấn mạnh hai điểm trên là thọc sâu vào điểm dưới rồi bơm một tí xíu chất độc màu da cam. 9 tháng 10 ngày nó mới phùng lên. chứ bây giờ mình vội vàng trả lời không lẽ con chó nó điên nó lại nó sủa mình là mình cúi xuống mình xẻ sủa nó không anh sáu chờ đó hôm nay tôi nói về cái đứa con nuôi của tôi tôi rất thật tình khi mà tôi đi lên trên chuyến đi Hoàng Sa và Trường Sa đó. Tôi, tôi thấy thằng bé này nó ngoan quá. Nó bưng thức ăn cho mình 10 ngày, 10 đêm ở trong cả một cái phái đoàn như vậy. Thấy nó quá thương đi. Bây giờ thí dụ như con của mình mà bây giờ nó đi lính ở ngoài hải quân như vậy. Bây giờ mình nghĩ nó như thế nào tôi bảo thôi. Thay vì để cái đàn guitar đó cho anh em trên đảo tôi bảo thôi để cho thằng bé này cũng được tại vì nó đi từ cam ranh nó đi ra mà đi ra đi vào vậy thì uh, sau này có nhiều người bảo tôi đổ ôi sợ ông lập lãnh que phe mà <laughs> ở nhà cấp 4 <laughs> trả lời chúng nó vội con chó mà nó sủa với mình ấy rồi mà mình mình muốn bằng nó là bỏ hai tay xuống đất là mình bằng nó ngay nhưng mà để cho nó nhìn thấy được vấn đề này. The US Backup Sài Gòn Regime Puppet Sài Gòn Regime ấy. Cái này mới đầu Cái này có bài bản Có học học tiếng Anh đàng hoàng hay sao <laughs> Dạ nói tiếng Anh bồi đó Cái thằng nó giỏi thật Nó nói tiếng Anh bồi được Còn cái thằng mà nó nói tiếng bồi đó, Ngàn năm nó nói cái này cũng được đâu anh sắp. Tôi cắt nghĩa nhé The US Backup Sài Gòn Regime á, Ở đây phải có mạo từ the. Mà không được đọc là đi Vì trước A, -E I O U đó, là năm nguyên âm nó phải đọc là D nhưng mà đây là đọc là D. Vì khi phát âm D U S chứ không đọc là U. U. Cho nên á chọc Nguyễn Ngọc Lập là chết ra anh Sáu Cỡ anh Sáu đó không dám trực diện với Nguyễn Ngọc Lập chính danh chính diện chính ngôn là anh sáu hèn. Anh sáu là người duy nhất đó, trên các diễn đàn mà Nguyễn Ngọc Lập có mất 30 năm bên Mỹ dám nói tiếng Anh và phê bình Nguyễn Ngọc Lập về tiếng Anh còn Nguyễn Phương Hùng ông bảo thế này tôi đến Mỹ năm 1975 tôi chưa thấy thằng thiếu ý nào nó giỏi tiếng Anh như cái thằng này bây giờ tôi cắt nghĩa cho quý vị nghe chính phủ đây là là thể regime là là chính thể Sài Gòn Puppet là con búp bê Con búp bê đấy, Được Mỹ yểm trợ Bách là cái lưng Bách cắp là đâm sau lưng đó anh Sáu Anh Sáu đâm sau lưng em nhiều Anh Sáu anh, Em chứng minh với anh Em là một thằng trí thức cầm súng Chưa bao giờ em kêu anh bằng thằng Sáu Nhưng mà anh Sáu biết em là thằng Thằng lập paranoid từ từ em dạy anh về psychology và psychiatrist nó khác nhau chỗ nào bây giờ trước tiên tôi xin trình bày với quý thính giả trước những bài sau trên minh tiến thăng trên vtnews com em sẽ dạy anh sáu về tiếng anh có phải đây là chế độ sài gòn búp bê Tức là tay sai ấy. Con búp bế nó bắt kéo tay lên xuống Là do nó Đây là người Mỹ nhận xét nha Đây là chính phủ Mà người Mỹ bắt cắt Tức là hỗ trợ 100% Cũng như mặc quần áo cho nó giống con búp bê Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Nói rõ về cái này Chúng ta lệ thuộc 100% vào viện trợ của Mỹ Chúng ta mà bỏ nó bỏ ra chết ngay tại chỗ Thôi Bỏ cái này xuống nha Joe Biden nó ác mà người ta Việt Nam mình nó thù Joe Biden ở chỗ này. Là ngày 30 tháng 4 Joe Biden chỉ là thượng nghị sĩ thôi. Ông bảo là không cho người Việt Nam nào tị nạn có phải là nó bỏ rơi đứa con của nó không? <laughs> Người da trắng, thằng đàn ông da trắng, <laughs> straight, white, anh xấu, ráng học đi anh xấu. Mà khác với Donald Trump chỗ này, không cho Việt Nam Cộng Hòa tị nạn tại Mỹ cho nên người ta thù lắm người Việt Nam thù thù Joe Biden lắm nhưng Joe Biden là một con cáo già trong chính trị nó bảo là thằng này nó ăn bám thì có đưa vào Mỹ nó cũng ăn bám rồi cái cây cái cây phong lan mà bên Việt Nam đó, nó chỗ bông đẹp lắm mà trong bù da mập một cây cổ thụ cao chúng tôi ráng chặt giấy xuống thì bỏ xuống dưới nó cũng cũng ăn bám mà. không phải đưa nó từ bên Việt Nam qua 24 tiếng 24 giờ bay nó qua đây 16 000 mau nó bay qua đây cái nó độc lập như là cái cái khẩu hiệu của ông Hồ Chí Minh không có gì quyền độc lập và tự do đâu không thế thì tại sao mà tôi nhận cái đứa bé đó nó làm con nuôi của tôi cũng như là bảo châm tôi nhận nó là đứa con tinh thần của tôi Thế bây giờ trên tàu có mấy chục đứa bé nó thanh niên nó đi 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 đi, hải quân tại sao mình chọn đứa bé đó? Mình nhìn qua cách phục vụ của nó mình bảo là thằng bé này nó về cơ khí thằng đạt nếu mà qua 10 năm vừa qua đó mà người ta cho phép tôi nhận đứa bé đó thì thưa quý vị đây là cao su đúng không này là phần này là cao su để cái xoang này là cao su đúng không thì riêng mà tôi dễ dạy, dạy nó cũng như kỹ sư trần Huyền duy thức á, làm cao su này thôi thì nó đã là kinh khủng lắm rồi chứ đừng nói chi là tất cả những con ốc bé trong này bé tí teo trong này các cái lò xo trong này nó học 5 năm ở đó nó được học về nhựa vì ở trong này cũng có cái phao nổi bằng nhựa mà đúng không Đây. móng tay bằng nhựa thì bây giờ mười bây giờ gần 10 năm đứa bé nó sẽ rất giỏi đúng không nhưng mà có người bảo thế này ôi trời, ông lập ông cách mạng trắng cách mạng xanh cách mạng đỏ gì đó thì ông muốn móc cái thằng bảo trâm này với lại thằng minh tiến thằng long tv rồi cái thằng bé con ở trên đảo hoàng sa trường sa ông móc nối để mà ông ấy bám sâu rồi, tỏa lên lên mọc lên cao rồi tỏa ra rồi thả xuống giống như cây đa ông bám vào đất nước <laughs> cái xe Vespa này, này không phải nổ đâu bảy lường vàng đấy không phải xe cổ mà đi tân trang này đâu thì khi Nguyễn Ngọc Lập à, bước ra khỏi trường bộ binh thủ đức ấy, là nguyễn ngọc lập trở thành một sĩ quan là dùng đầu đến Mỹ đó đã biết về về cơ khí rồi thì nghĩ ra cái hộp tiền để cứu trợ mỗi năm thu về 300.000 đô la cho trường Đông Bosco thôi thắng Đông Bosco này Bà Nguyễn Ngọc Lập có phải là một nhà chính trị không? Thưa không. Nhưng trong chính trị có kinh tế, kinh tế chính trị học. Tức là economic politics. Tôi đã nói nhiều lần với quý vị, chính trị chỉ là con rối. Quân sự chỉ là một thằng du đáng cầm dao chém mướn. Mà tại sao trong cái cuốn Godfather Maria Puzo nó viết mà nó nói lên bộ mặt thật của 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 cái thể chế tư bản của Mỹ nó viết hay như vậy mà người ta không hiểu được người ta có ô mấy thằng bố già nó bắn nhau bùm 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 nhưng mà thật sự Maria Puzo viết như thế này là anh sáu thằng Tom Hagen tức là thằng cố vấn Mỹ Tại vì nó luật sư mà Nó là con nuôi của ông bố già Còn những thằng đi bắn nhau Đó là đại diện cho thủy quân lục chiến Marine Mario Puzo viết hay như vậy Cho nên Cũng giống như chuyện Tề Thiên Đại Thánh Để khuyên vua nếu mà viết ngay rồi mày là thằng chư bác giới Những thằng làm vua, làm chính trị Thường thường là mê gái Nó đem nó chặt đầu lên. Thành ra những nhà văn, nhà thơ thời xưa cũng như ngày nay như Maria Puzo hay viết về Tề Thiên Đại Thắng đều viết như vậy. Quý vị nhìn kỹ Trong chuyện Tề Thiên Đại Thắng có có thằng chư bắt giới, chư bắt giới là gì? Là con heo. Thích là ăn. Còn con con còn Tề thiên đại thắng là con khỉ nó tham vọng nó thèm nó thích nó làm đủ thứ chuyện người ta mô tả lên bộ óc nè tam tạng thì đi thỉnh kinh thì đi tìm vào là bộ óc đại diện cho trí thức nhưng con heo nó đại diện cho cái bụng thấy cái gái là nó mê đại diện cho cần tăng nhân số người ta viết như vậy người thì vua mới thấy ô thằng này nó nhưng mà nó mô tả những người làm chính trị những những vua chúa là mê gái hay không thì tại sao thằng Tom Hagen nó là con nuôi mà lại cho nó thành luật sư à, đây mới là vấn đề mà quý vị phải suy nghĩ có phải bài nói chuyện trước đây ấy, chúng tôi cho quý vị coi đó. Ông Hồ Xuân Sơn không? Là một trong 19 ủy viên chính trị đến Mỹ. Mà làm tổng lãnh sự để ông xem. Nhưng mà tờ trên quý vị lại không chú ý này, đây luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa này. Đúng không? lại lấy vợ ở Việt Nam. Ông này không thích bác Hồ nhưng thích cháu gái ngoan của bác Hồ. Thì tại sao là luật sư? Tom Hagen là vì phải lấy đứa con nuôi đó nó có đầu óc thì nó đối đầu với luật pháp. Vì bên Mỹ là rừng luật mà, chứ đâu có dùng luật rừng đâu. Mafia là luật rừng uốn bố già Maria Puzo viết là loạt rừng nhưng mà rừng loạt đó thì mày sẽ chết trong đó cho nên phải dùng Tom Hagen xem lại lần nữa Tư đầm đầm đâm từ từ luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa chủ tịch cộng đồng ông Nguyễn Thanh Sơn ông mời tôi mời anh là chủ tịch cộng đồng về đây tôi sẽ ra sân bay tôi đón đâu dám đi về là chết ngay chết ngay con sòng sọc trong binh thư người ta biết người biết ta trăm trận trăm thắng ông nguyễn thanh sơn là tiến sĩ kinh tế học tại thụy thụy sĩ học bằng mba tại canada nguyễn xuân nghĩa về là chết ngay quý vị theo không biết làm gì thì làm chủ tịch cộng đồng Nguyễn Ngọc Lập đó có làm chính trị Một năm kiếm về cho nhà dòng Đông Moscow 300 ngàn đô la Cái hộp này Nó bán ở Los Angeles Giá xỉ là một đô la Nhưng sản xuất tại San Marcos Tại sao sản xuất ở San Marcos gần biên giới Mỹ, Tây Cơ và Mỹ Nhân công rẻ, nhà máy lớn Ít bị mô nhiễm môi trường ngày hôm nay có cái gì mà không có bằng nhựa không quý vị cái que này cũng bằng nhựa đây là dùng để đi cầu tại sao tôi đi từ đây qua kansas ba cha con không phải đi xuống xe bao giờ đi tiểu nằm trên giường bệnh thì lên xe lấy cái này xong Rồi Xong Trong này cái phao xăng bằng nhựa này. Cho nên Nguyễn Ngọc Lập Đến Mỹ khác với những người khác Không có ăn bám đâu Mỹ nó gọi chúng mày là puppy Tức là con búp bế này bằng nhựa này. Móng tay ráp vào. Kính thưa quý thính giả. Tại sao tôi nhận bảo châm nó là đứa con nuôi hay là Minh Tiến Nó gọi là đứa con nuôi tại vì cái dỗ 23 tháng chạp ông táo về trời. Minh Tiến Thăng Long TV nó là kỹ sư bách khoa phút ở Sài Gòn đâu phải là thằng thất học đó. đang ừ. lái xe bảo à, hôm nay là mình có làm cái cái clip nào về tổng kết này. cuối năm trong chương trình người ngu muốn biết là nó bảo bác ơi con đang đi Nam Định quê của bác bố của bác đấy bố con muốn nói chuyện một tí thì ông ông bố đại tá của Minh Tiến Thăng Long TV bảo à, bác lập à. bác chỉ hộ thằng bé con nó đước vào cái 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 cái, cái báo chí là nguy hiểm quá ông ấy nói một tăng xong tôi bảo ông câu tôi cảm ơn anh đẻ ra được thằng bé nó thông minh quá thông minh mới làm chính trị được anh ạ à. kính thưa quý thính giả Thế mà con nuôi ấy thì khổ lắm. Bảo Trâm nó bảo là, bố ơi. Bố làm cho Minh Tiến Thăng Long TV về kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức mà. Con là con nuôi của bố. Về tinh thần spirit của bố mà bố không có làm cho con là bảo khoan từ từ tư đậm đầm. Muốn nói về kỹ sư Trần Duy Thức bố phải lấy ra hình ảnh đàng hoàng bố ở với nó bên kia mấy trăm ngàn người xem đó, bố mà sao con bố không đưa tư đầm tư đầm đầm là đâm từ 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 nói phải có chứng cứ luật sư nguyễn xuân nghĩa cho nên á khi ông ngô đình diệm nhận tổng thống nguyễn văn thiệu là trung tá tư lệnh sư đoàn năm đỡ đầu rửa tội thì chính Ngô Đình Diệm bị Tổng thống Ngô Thiệu đâm sau lưng gọi là to stop on the back Anh sau. Tôi nói lại về những nguyên tắc về chính trị. Anh muốn cho người ta đó đầu hàng anh việc đầu tiên anh phải tha chết. Bắn nó chết mẹ rồi làm sao nó dơ tay đầu hàng. Và muốn cho một thằng trí thức nó ủng hộ đảng á, để nó làm thủy điện trị an như thiếu úy ngọc lập mới làm với thiếu tướng luông á và anh thiên anh tề đại tá châu trung tá châu của nhà máy thiên thanh á làm á thì phải để cho nó phục cho nên nguyễn ngọc lập mới đến với thiếu tướng luông tổng cục trưởng tập Cụng tổng cục xây dựng xây thủy điện trị an là tại vì ông thiếu tướng luông ông bảo sao chúng mày cứ cứ hạch sắc cái thằng lập này bây giờ nó có ngụy quân ngụy quyền kệ nó bây giờ nó học, học tập kệ tạo về nó làm kệ nó tôi tức quá tôi chạy xuống dưới tôi lấy ngay một cái giấy ra trại tôi ghi rồi đây. đây in ba chục tấm chia cho trung tá châu nhà máy thiên thanh anh Thiên đó, nhà máy xay đá. Đấy, đọc đi. Chính ngôn, chính danh mà, thiếu ý cải tạo 10 năm gần đây mới có tiến bộ, đọc đi. Và thưa quý vị, Thế bây giờ tại sao ngày hôm nay tôi nhận cái đứa cháu bé đó nó là hải quân mà nó về Cơ khí thằng Đạt Đại tá Đỗ Minh Thái Sau đó ông lên làm tướng bảo anh Lập ơi Bây giờ mình tập trung mình lo cho Trong cái chuyến đi Hoàng Sa Trường Sa Về cái ý nghĩa chính trị của nó đi Còn hải quân nó ra nó nó có Nó, nó, nó có đời sống của nó Nhưng trong Nguyễn Ngọc Lập Có hai vấn đề Khi tao nhận mày làm con nuôi của tao Hay con tinh thần của tao mỗi ngày Tao phải đọc kinh Tao cầu nguyện cho tao một chuỗi đó thì tao cũng đọc cho mày mấy kinh kính mừng. Để mày không giống như Nguyễn Văn Thiệu đâm tao sau lưng stop on the back. Có một hôm tôi đi vô gặp cha Đinh Châu Trân, tiến sĩ đại học Cambridge, mà là tiến sĩ đại học Oxford bên Mỹ. Thì Tôi hỏi thưa cha tại sao mà con có tài sản xong 30 tháng 4 con vào tù con bị mất hết rồi. Ông bảo là thế thì hôm mà anh cầu nguyện á, anh xin lạy Chúa xin cho con cái nhà, cái xe xe cái máy cày để con chế nó thành lò gạc na Con xin đi Chúa cho rồi nhưng mà lúc đó con có cầu nguyện là xin Chúa giữ giùm con mà ông tiến sĩ nhé đại học Cam Rích của nhà dòng mà ông làm hiệu trưởng trường chân phước liêm ngay sân bay tân sơn nhất ông dạy mình từ đó tôi mới học được thêm lạy chúa chúa cho con rồi xin chúa bảo vệ giữ dùng con mà khi ông tiến sĩ đó ông nhận tôi làm con đó, để mà trong làm đám cưới cho tôi ông đến Hoa Kỳ, ông ra trước trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông chỉ trình bày về 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 con số thôi. Đây trước năm 75 có bao nhiêu nhà thờ rồi bây giờ sau đây năm năm 995 băng giao 2015 tôi đến Mỹ, tôi trình bày Ngày xưa ở, ở Phước Long là làm gì có nhà thờ, bây giờ có 6 nhà thờ đấy, tự do tôn giáo đấy. Ông đưa làm cho tất cả những người mà chống lại ông ấy, Đỗ Hoàng Điềm ra, ra ra trước Quốc hội Hoa Kỳ nói 5 phút nó đuổi mẹ nó về. Tao biết rồi, tao có tình báo ở trong nước. Nguyễn Tu A của nhà Đài BBC ra nói cho 2 3 tiếng hồ. Về Việt Tân nó căng nó bắn, còn gia đình Châu Trần tiến sĩ Ông tiến sĩ tân Tuấn học đạo Cambridge bên Anh và Oxford bên Mỹ. Ông ra mấy thằng thượng nghị sĩ ấy. Thằng nào cũng có bằng cử nhân Master, PhD. chứ có thằng nào thượng nghị sĩ mà loại chăn trâu mà đi lên giai cấp, thợ tiền mà lên được đâu Nói ra toàn bằng con số lúc đó người ta mới té ngửa ra Việt Nam có tự do tôn giáo nhiều hơn thời Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị thấy kinh khủng không ông bố đã đầu lễ đám cưới của nguyễn ngọc lập ông bảo thế này khi ông đến pakistan máy bay từ bên anh đi về nó không xuống ấn độ nó xuống pakistan ông mới trông thấy cái nhà thờ kia này. có mấy viết chữ của tiếng hồi giáo ông hỏi cái người tua gai chữ trên nó viết cái gì bảo trên đó người ta viết cái này nguyên một câu dài đời là một cây cầu mau đi qua cầu sanh tử đi đừng đứng giữa cầu mà ngắm trăng hay xây nhà quý vị thấy khủng khiếp không thời việt nam cộng hòa đâu có ai mà, mà làm hiệu trưởng mà không có bằng cử nhân tiến sĩ nữa. Tôi bị đuổi ra khỏi Đông Moscow, tôi về học La San Đức Minh cha Lê Đức Chấn thủ khoa của Đại học Sọc Pôn tại Pháp. Cha Đinh Châu Trân là tiến sĩ tân toán học đạo Cambridge và Oxford mới làm hiệu trưởng trường Trân Phước Liêm. Tôi được hai nền giáo dục Tây Phương và Việt Nam chở anh sáu nguyễn ngọc lập ra đây là chết luật sư nguyễn xuân nghĩa bảo này, đêm nào em cũng ngồi em nghe bài của anh tiến sĩ nguyễn tân lạc thằng khôn nó giả ngu có phải làm phó tỉnh trưởng thì phải ra tiến sĩ không rồi khi ra tiến sĩ giỏi rồi thì Trần Văn Chiêu mới được hạng nhất đi qua bên Mỹ để học tiến sĩ rồi về mới làm phụ tá cho tổng trưởng kinh tế không? Rồi lấy con gái của tỷ phú Hoàng Kim Quy không? Nguyễn Tấn Lạc là một trí thức rất là, là gian manh và khôn ngoan. Nhưng sợ dĩ tôi không chơi với tiến sĩ Nguyễn Tấn Lạc nữa. Là vì tôi tôi cho ông nguyễn tấn lạc biết bí mật ông nguyễn tấn lạc vẫn đi vào con đường sai lầm của nó và cái sai lầm của chiến tranh chính trị và cao học quốc gia tránh chính trị nó ở chỗ đó tại sao hôm nay tôi đang nói về đề tài đứa con nuôi của về chính trị mà tôi lại nói về vấn đề này là vì thực chất cuộc chiến tranh tại Việt Nam Việt Nam là một con búp bế mặc quần áo cho nó cũng được mặc áo đầm cũng được mặc quần jean cũng được thì cái rút bình sữa nó chết thôi nhưng mà đứa con nuôi của Nguyễn Ngọc Lập là phải được sự cầu nguyện và hướng dẫn để làm sao đi vào cơ khí thành đạt. 10 đứa trong đó có thằng con của Lê Minh Nguyễn Lê Minh Châu cụt một chân gãy một chân đi vào cơ khí thành đạt bây giờ nó làm cái xưởng tiện xưởng Hàn cơ khí tại nhà thờ Lộc Tấn Lộc Ninh đó mới là trí thức cầm súng và khi trí thức bỏ súng xuống thì có câu nào trong thời xưa ông bà già mình nói sai đâu. Tiến vi quan, thối vi sư về dạy học. Chứ không có đoạn nào bưng phở hết. Hôm nay tôi xin kết luận bài nói chuyện ngày hôm nay bằng một câu chuyện rất là tiêu lâm. Tôi được anh Nguyễn Sơn Hà lái nguyên cái Hammer, lái nguyên cái Mercedes-Benz, lái nguyên cái Land Cruiser tới đi ăn phở. Hồi xưa cái phở đa cao nó nổi tiếng lắm. Mà nó nằm ở chỗ nó không có chỗ Kinh. Người ta cứ xếp hàng người ta ăn. Chờ nửa tiếng hồ mới vào được ăn. Tôi kêu ba lần nhé. Xin cho tôi chén hàng giấm. Cái thằng đó nó cao lắm. Ba lần. Nó không lấy. Nguyễn Sơn Hà mới hỏi tôi câu tay mày đi về với lại phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ quốc gia anh ấy tử đi du học hai lần một lần bên Mỹ một lần ở bên Đài Loan nó bảo thằng này nó có điếc không cuối cùng á tôi rất chậm rãi xin lại ngay cái cát xe nói với cái cô chủ cho tôi xin một chén hành giấm phở mà ăn không có hành giấm đâu có được trên đường về tôi mới hỏi nguyễn sơn hà cậu có biết tại sao tôi kêu ba lần đó, cái thằng bưng phở đó nó không đưa lại nó bảo chắc thằng đó, nó điếc không đêm nó nghe radio nói nguyễn ngọc lập nói tiến thì vi quan thối vi sư không có đoạn nào thối đi về bưng phở hết đi tù về Nguyễn Ngọc Lập làm cố vấn cho cơ khí thằng Đạt. Để dạy tiếng Anh Một ngày chỉ bỏ ra 10 phút tới đó Một tháng chạm mở được 10 thả 10 triệu lúc đó là Trị giá khoảng hai lượng vàng Chỉ tới nhìn thôi nhé Và cơ khí thằng Đạt dạy tôi một điều thế này Ra lệnh một điều cho tôi thế này anh tới đây không được khen tôi anh phải chỉ cho tôi cái sai của tôi nằm chỗ nào và mỗi lần anh chỉ tới 15-20 phút đi ngang các xưởng ở Phú Lâm cầu chữ Y rồi bên Nguyễn Tri Phương các xưởng đúc khắp nơi hôm nay thì coi xưởng đúc ở Tân Hòa Đông ngày mai coi xưởng tiền ở cầu chữ Y. Anh chỉ cho tôi cái sai thôi chứ không được nói về cái hay, cái đúng của tôi. Quý vị thấy những người ta giỏi ta hay không? Trung ngôn nghịch nhị mà. Mà đâu phải dễ gì một tháng hai, hai, hai lượng vàng. Còn nhậu tính riêng là. Tư bò bò là bo từ từ khác nữa. tôi mới ghé tai thằng Nguyễn Sơn Hà. Thằng đưa tiền nhiều nhất để nuôi thương phế binh. Tôi bảo với nó thế này. Đêm cái thằng sĩ quan mà nó bang, đang bưng phở cho phở đa cao. Nó nghe và nó tức quá. Tiến vi quan thối vi sư chứ không có đoạn nào đi bưng phở. Sắc viết như thế. Moa về và mà dạy tiếng Anh đúng không? Mà đâu có đi bưng phở đâu Nhưng tới buổi tối về Ngồi ngay chợ bà Triệu Thấy nguyên một cái xe có xe than Không có ai khiêng xuống hết Nguyễn Ngọc Lập mở áo ra khiêng than vào Được 4.000 đồng 4.000 đồng mua được hai chiếc xe đạp Mà chính con nhỏ Mà nó chủ của cái cái xưởng cái 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 cái, cái cơ sở chất đốt. Về sau Nguyễn Ngọc lập xin làm đám cưới đó nó chê. <laughs> Vì nó nhìn thấy là chị Sơn giới thiệu cho nó chính thằng này đã khiêng cả một xe than vào nhà nó. Con chim đại bàng có thể bay thấp như con gà, nhưng con gà không bao giờ bay cao như con chim đại bàng.